chơi áp đảo trước Benfica nhưng Arsenal lại gặp bất lợi bởi sai lầm của Dani Ceballos và phải chờ đến tận những phút cuối mới có được tấm vé trong tay đi tiếp tại Europa League. Cú đúp của Aubameyang và bàn thắng của Kieran Tierney về phía đại diện nước Anh là vừa đủ so với hai pha lập công của Diogo Goncalves và Rafa Silva bên phía Benfica. Thắng chung cuộc 3-2 trong trận lượt về, Arsenal đi tiếp với tổng tỷ số 4-3. Một tấm vé có thể nói là mức mồ hôi nhưng xứng đáng với Arsenal bởi họ là đội chơi hay hơn xuyên suốt 180 phút. Một số kết quả đáng chú ý khác ở lượt về vòng 32 đội Europa League đêm qua. Man United và Real Sociedad hòa nhau không đều. AC Milan và sau đó Benfica hòa nhau một đều. Leicester City bất ngờ để thua 0-2 trước Slavia Praha. Roma có được chiến thắng 3-1 trước Braga. Villarreal có được chiến thắng 2-1 trước Salzburg. Đó cũng là kết quả của trận đấu giữa Napoli và Granada. Cũng là kết quả trận đấu giữa Ajax và Lille. Tờ Bild của Đức vừa tiết lộ danh tính 10 đại gia đang thay đổi và đủ sức đáp ứng yêu cầu từ Haaland cả về chuyên môn lẫn tài chính. Đầu tiên phải kể đến 4 câu lạc bộ Premier League bao gồm Man City, Man United, Chelsea và Liverpool. Tiếp đến là hai gã khổng lồ Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona. Những đại gia còn lại bao gồm Bayern Munich, Juventus, Inter và PSG. Đây đều là những đội bóng lớn thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu có tiềm lực tài chính và giàu truyền thống. Dortmund đã xác định tư tưởng có thể mất Haaland ngay phiên chợ hè năm nay nếu như không thể kết thúc Bundesliga mùa này trong top 4. Dù vậy, họ kỳ vọng sẽ thu về một con số khổng lồ, ít nhất là hơn 100 triệu euro. Nhà báo Giro Venerato của đài Rai Sport tiết lộ Chelsea từng tiếp cận Maurizio Sarri và suýt tái hợp với chiến lược gia này sau khi quyết định sa thải Lampard. Sau khi sa thải Lampard, Chelsea muốn đưa Sarri về lại. Marina Romskaya đã nỗ lực để đón Sarri về. Bản thân Sarri cũng nói đồng ý với Chelsea, tuy nhiên Abramovic đang ngăn cản mọi thứ. Bên cạnh đó, vợ và con trai của Sarri cũng muốn ông ấy ở lại Napoli hơn. Trong giai đoạn dẫn dắt Chelsea, Sarri đã có tổng cộng 63 trận đấu trên mọi đấu trường, giành được 40 chiến thắng, 11 trận hòa và 12 trận thua. Trong mùa duy nhất của ông làm việc tại Stamford Bridge, Sarri đã giúp cho câu lạc bộ này giành được chức vô địch Europa League. Jürgen Klopp sẽ không chia tay Liverpool ở mùa giải này, nhưng ông đang xem xét nghiêm túc cơ hội dẫn dắt tuyển Đức sau World Cup 2022. Tờ Bild chỉ ra rằng 68% khả năng Klopp rời Anfield vào mùa hè 2022, sau đó nghỉ ngơi 6 tháng trước khi tiếp quản những cỗ xe tăng Đức vào đầu năm 2023. Một trong những động lực thôi thúc Klopp quyết định dẫn dắt tuyển Đức là vì họ sẽ là chủ nhà của Euro 2024. Đây là vòng chung kết Euro thứ hai mà Đức đăng cai kể từ sau khi thống nhất đất nước. Chỉ có 30% khả năng Klopp ở lại Liverpool đến hết hợp đồng vào năm 2024. Thực tế, nếu Liverpool đưa ra kế hoạch phát triển phù hợp, Klopp sẵn sàng ở lại Anfield thêm nhiều năm. Trang chủ Everton thông báo, hậu vệ trái Lucas Digne đã đặt bút cam kết tương lai dài hạn với đội chủ sân Goodison Park. Giao kèo mới của hậu vệ người Pháp kéo dài đến tháng 6 năm 2025. Hậu vệ người Pháp 27 tuổi chia sẻ: "Ngay từ đầu, các fan của Everton đã làm tôi cảm thấy nơi này như là nhà. Đó là điều tôi thật sự trân trọng và giúp tôi duy trì được sự ổn định. Cùng với Everton, chúng tôi có được các dự án lớn và có thể đạt được thành công lớn vào cuối mùa lẫn năm tới. Tôi muốn thi đấu tại châu Âu và Everton. Đó là một nơi rất tuyệt vời để làm điều này." Lucas Digne gia nhập đội bóng thành phố cảng Liverpool vào mùa hè năm 2018. Qua 97 trận khoác áo Everton, anh đã ghi dấu ấn vào 24 bàn thắng. Le Parisien cho biết Jorginho và Wijnaldum đã bất ngờ lọt vào tầm ngắm của PSG. Hợp đồng giữa Wijnaldum và Liverpool sẽ đáo hạn vào mùa hè. Và ngay ở thời điểm hiện tại thì anh đã có thể thoải mái đàm phán với những câu lạc bộ ngoài Premier League. Lúc này PSG vẫn đang tập trung vào công cuộc giữ chân hai ngôi sao là Neymar và Mbappe. Nhưng họ cũng cần mang về PSG những tên tuổi mới để Mauricio Pochettino bắt đầu xây dựng một triều đại của riêng mình. Giám đốc thể thao Leonardo đã lên kế hoạch ngồi vào bàn đàm phán với Wijnaldum. Và bên cạnh PSG, Barcelona cũng chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Wijnaldum, người vốn là trò cưng của Ronald Koeman tại đội tuyển Hà Lan.